carve out a new future with conviction. Là Nemo TV nha bà con. Mình có live stream ở đây vào mỗi buổi tối. Bà con nào chưa follow kênh á, giúp mình xin một lượt follow nha. Nếu mà được hơn nữa, mỗi buổi tối bà con ghé xem live ủng hộ mình, còn không thì vô chơi game cùng mình, gánh mình lên cao thủ chiến tướng nha. Em mà cầm con hai da tè là em nói thiệt bà con, em không có ngán bố con nào luôn nha bà con cô bác nha. Đừng có khè em. Thì Begin nè, đậu bắp chơi không? Dứt bà luôn, lụm bà luôn, xuống sát bà luôn, ra phóng bộ bọ bà luôn. Kêu bộ men ra đây. Cần hai. Gì vậy? Ê, kìa lên ơi, lên đúng lúc vậy. Rồi bám này lên nữa, cấp 4 này. Mày ghi ghi chắc nó về rồi. Bị liệu, skin nó kêu nha chứ không phải em. Skin, nè nè, gừng nó nè. Để em kéo gồng ra. Đó. Gừng sau lưng, Nó gồng mà kìa anh em. Support không ra sao mình ra ha. Cho nên là mình bớt ăn cơm no lo chuyện bao đồng. Mình ra mình té cái hồi mình chơi không được tem chữ mình sao các bạn. Đó là mình nghe, ai nghe đúng không? Omo quá tịch chứ kia. Vậy là mình trên đây mình tha hồ mình hổ báo. Sao chưa đi về nữa, còn đây nữa. Trời ơi. No. Ước gì hồi quên đơ lên găng lần nữa mà trong khúc đó là em đang có chiêu cuối nha, ước gì. Em ước à. Trời ơi ba. Trời đậu bắp đi support. Cái chơi lớn vậy. Nè, cái chừng cái hò, cái tóc biến là đậu bắp còn 50 giây nữa nha con. Mày chơi cái giọng đậu bắp, mày chơi cái giọng cha mày không à. Mày đẩy kiểu đó. Mình có thật sự là đồng bọn với nhau không? Có đẩy nghe game này không nói đậu bắp nó đẩy luôn ngộ mô bắp tịch vô ngay chỗ em luôn nha mọi người. Trời ơi, cái gì vậy thằng ông nội, khuya rồi ba ơi. Hên làm phản xạ kịp á chứ. Tốt tiểu chơi rồi, ok ạ. The hypocritical breeding are only empty shells with nothing. Gừng nó lên, thấy rồi, đó. Tao lại mày luôn á, support ơi. Tao bắp mới đẩy phi tiêu xuống, đẩy ngược lên chảnh. Hoài luôn á thằng ông nội. Tao đang phóng vậy nè.
Cái đẩy cái kia lên trên. Cái gì vậy ta? Cái vậy nãy đi ngủ rồi thiệt á. Vô giờ này chơi cái tỉnh ngủ luôn á. Tại cái pha nãy mà xử lý không kịp là cũng mệt chứ các bạn. Cái gì nữa vậy ba? Cái gì vậy xung bọt ơi? Ơ kìa. Nó sợ em làm tao vô vô mất tịch hết vậy? Có khi nào nó là bạn bè của con cửa kia? Cái gì vậy? Cái đầu á? Không thấy gừng ở đâu nè. Không chào tất cả các bạn đang xem livestream nha. Muộn rồi mà các bạn vẫn ngồi xem live ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thank you các bạn nha. Cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đang xem live và tổng chào tất cả các bạn đang xem live luôn. Uncontrolled desires magnified to infinity will only lead to chaos. Mình đẩy về đi, mình đẩy lên nữa. Đẩy lên nữa, hai da tè nó không lên được. Lỡ lên cao quá, thằng kia lên găng cái hai da tè ngộ điểm số. Còn hiệp hai da tè. Nhìn con Elin đó quen gì. Ok. Ủa mình mới thấy cái gì á? Mình mới thấy hình như là con xe bắn thằng ha. Thằng Valentino té đúng không? Thế mình có nhìn lộn không ta? Khuya rồi mà 12:50 rồi, sắp 1 giờ sáng rồi. Mình có nhìn lộn không? Phải con xe đấm Valo té không? Nhìn con Egin đó quen ghê hả? Quen không em? Trận hồi nãy rồi chứ anh? 30 phút đúng không em? Sau một hoa bão phi dép đến từ anh Tè, tầm với không tới ảnh cũng đã té luôn rồi. Ảnh yếu mà ảnh hay ra gió nha mọi người. Ảnh làm thấy ghê lắm. Ảnh tóc biến rồi. Ảnh về tới đàn luôn rồi. Sao té pha này chúng ta lên lên, ta té lại pha khác chi chuyện đâu căng đâu mà ngốn quá cả. Xui thôi, xui thôi. Là do em xúi tôi mọi người. Chứ lá hồi em hên chắc nó cũng vậy hay sao. Mà thôi bỏ đi Sukana, nó bỏ đi. Thấy là thấy mệt rồi đó. Thôi mà trận này lỡ em thua nữa em đi ngủ sao nó ngon trời thiệt luôn á. Các bạn kiểu mà chơi đang thua liên tục mà đi ngủ liệu ngủ ngon không? Sao ngon được? Khó lắm các bạn. Khó lắm. Đường đâu chỉ mất tóc đến ngôi ai rẻ mất thêm một mạng cây 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 cây. Bởi thêm khổ rồi anh Sơn. Quá tội nghiệp cho tính bóng. Hên thế à. Vậy đi. Dẹt dẹt mấy đứa ơi hả? Thôi dẹt dẹt gì ông ơi. Tầm này để ai vô mở combat trước đi rồi đó. Hồi tôi vô tôi bảo phi dép tôi ăn thôi thôi. Chứ bên kia nó khó chịu lắm. Kiên nhẫn chờ đợi. Chứ vô đầu combat là ăn no skill luôn á. Egin nó mở chứ cuối lên cái đậu bắp ăn đạn lạc cũng té nữa. Uncontrolled desires magnified to infinity. Ê, lụm cục máu của ta luôn rồi. Lỗi mình. Ngẫu quá.
Ồ, nó tẻ kìa. Còn nào nữa không? Rồi, xong Wonder rồi. Chạy kiểu gì hả Wonder? Mày no mày nè con. Chạy đâu khi nhà đã bán anh hả? Chạy đâu? Chạy luôn đi. Em farm thôi, em không có dí đâu. Gồng hả? Kéo vô bụi. Ừ, bé bốn nó qua nè. Trời. Em biết mà. Kiểu gì nó không lấy chiếc cuối nó ủi em. Nó vô bụi để nó dụ em vô mà. Bộ muốn bắt em mà dễ à? Nhiều pha dễ thiệt nha. Nhiều pha không cần phải bắt em tự tìm tới luôn mọi người. Chơi đi. Tính báo nó xin nghe. Mấy lính mấy xe nó bị bao vây. Ây da, ây da. Ủa bộ nó gáy nó nghe hay sao ta, nó bát dữ vậy trời. Rồi bé bốn để em lo. Đậu bắp nó múa hả? Múa không? Vô múa. Vô mà múa. Vô mà múa. Tóc biến né liền. Yeah. Nắt thua tiền xịt bọt luôn hả? Thì team bên kia nó quánh hay, cửa nó quánh không được. Đúng rồi, mình phải hỗ trợ cho nhau đi chứ. Chứ ai mà muốn thọt đâu đúng không các bạn? Chơi game ai mà muốn thọt, ai cũng muốn xanh hết trơn á. Ai đâu muốn thọt. Tại vì khó quá biết sao giờ. Đúng không? Mình không phải là đang muốn làm hoa hậu thân thiện đâu các bạn. Không phải. Mà tại bạn nói chơi chung với mình phải binh chứ, đúng kiểu vậy. Hy vọng là với pha binh vừa rồi thì bạn nắc xong trận này sẽ follow kênh cũng như chia sẻ cái like đồ các kiểu đỡ gì cũng kênh ha các bạn ha. Chứ binh quá binh mà. Quá vô. Hụt hết luôn kìa trời. Nguyên cái vàng chữ 1 của em. Có đèn lính bên đây. Bây giờ con Egin làm nó cân hết bản đồ không? Bên mình máu mỏng không à? Trừ mấy căn cơ ra nha. Our middle lane tower is under attack. Shut down. Night Riz. Owl Shadow breaks evil. Here we go. Ultimate. Thế ghê. Úi dồi ôi. Chạy thôi các bạn. Our middle lane tower is under attack. Vô hồi máu cho nó chắc. Té rồi, té rồi, té rồi. The fire of justice burning in our hearts. Ơi, cái dí nắng góc kìa anh em. Cái dí đồng bọn mình kìa. Chơi nó anh em, trả thù cho đồng bọn. Lên. Lên trước kìa bạn. Này có đi ngang qua đây không? Này đi ngang qua đây là anh chơi tới đó luôn á. Đậu bắp nó đi ngang, đi ngang một cái thôi. Chơi tới nè. Ok. Tới thiệt nha. Không vô được. Xa quá. Rồi làm sao? Rồi làm sao? Rồi làm sao?
Thằng đập chứ sao? Ta nói đứng xa khu vực giao tranh luôn rồi chứ đâu đứng sát sát chảnh đâu mà đậu bắp nó kia nó xuống nó cào cứ đều không có ăn hết của không có đậu không có ngoại nó vậy đó xuống nó cào quá cào luôn các bạn cào cái quần văn cái ổi luôn đậu bắp thì cái cây thật sự luôn á chưa cơ hội đi dùng bảo phi dép cái tóc biến luôn á cây nha cây á mọi người và đó là lần cuối cùng mà tính báo được gáy trong cái trận đấu này các bạn.